C4, doanh nghiệp có vốn đầu tư thực hiện trong năm 2019 không? Thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy được là cái doanh nghiệp này có kê khai cho chúng ta là có, chúng ta tích với là có. Câu C5, trong năm 2019, doanh nghiệp có thực hiện gia công lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài không? Chúng ta thấy được là doanh nghiệp này có phát sinh, thì chúng ta tích vào cái lựa chọn là có. Sang câu C6, trong năm 2019, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hoặc tiêu dùng loại năng lượng nào dưới đây? Chúng ta thấy được là doanh nghiệp này nó kê khai là nó có sẽ có tiêu dùng năng lượng ở cái năng lượng là điện. Chúng ta lựa chọn những cái năng lượng nào mà doanh nghiệp này có tiêu dùng thì chúng ta tích vào cái năng lượng tương ứng như vậy. Ở đây chúng ta có điện là thứ nhất, thứ hai là dầu, thứ ba là LPP. Và thứ năm là xăng. Sau ra, sau khi chúng ta tích vào những cái mục năng lượng tương ứng trong phiếu thì phần mềm nó sẽ liệt kê những loại cái năng lượng mà chúng ta cần nhập thông tin vào. Thứ nhất đó là năng lượng điện, chúng ta nhập vào những cái ô tương ứng với lại cái phiếu thu thập thông tin. Nhất là khối lượng mua vào đối với cái điện. Chúng ta gõ Enter. Chúng ta không có về khối lượng sản xuất điện thì chúng ta gõ tiếp Enter. Chúng ta gõ một thứ bảy, tiêu dùng cuối cùng khác. Chúng ta qua cái loại năng lượng thứ hai là về xăng. Ý vào cái cột đơn vị tính để tránh nhập sai. Chúng ta tiếp tục qua loại năng lượng khác là LPG, đơn vị tính là tấn. Hiện tại thì cái cảnh báo về cái đơn giá thì phần mềm chưa có bắt cụ thể, cho nên trong cái quá trình mà chúng ta xem cái thông tin logic mà chưa hợp lý thì chúng ta có thể sửa lại cho tôi tương ứng vào cái đơn giá là tiêu dùng năng lượng. Sau khi cập nhật xong cái phần tiêu dùng năng lượng, chúng ta nhảy tiếp qua một cái câu tiếp theo
đó là cái mục D lớn, cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp. D1, trong các cơ sở liệt kê dưới đây, những cơ sở nào trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019? Đối với cái doanh nghiệp mà chúng ta đăng nhập này thì không có cơ sở trực thuộc doanh nghiệp. Hiện tại phần mềm cập nhật cho thấy doanh nghiệp này không có cái cơ sở trực thuộc, thì ở đây chúng ta sẽ trực tiếp thao tác tích vào cái ô là trực tiếp sản xuất kinh doanh, có nghĩa là đơn vị này là đơn vị duy nhất không có cơ sở trực thuộc, thì chúng ta phải tích vào cái ô trực tiếp sản xuất kinh doanh. Câu hỏi D1 này hỏi trong các cơ sở liệt kê dưới đây, những cơ sở nào trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2019? Nếu như đơn vị không có cơ sở trực thuộc thì chúng ta bắt buộc phải tích vào cái ô này. Đây là công ty duy nhất mà chúng ta phải tích vào trực tiếp sản xuất kinh doanh. Thì lúc này phần mềm nó sẽ tự động lót cái phần dữ liệu của tỉnh, huyện ở cái cột mô tả ngành sẽ hiện lên tương ứng với cái phần mô tả ngành ở cái câu A4, ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của doanh nghiệp, và cái cột mô tả ngành trong câu D1 này không được phép sửa. Ở trên chúng ta kê bấy nhiêu ngành thì ở trong cái cột mô tả ngành trong câu D1 này nó sẽ có bấy nhiêu. Thậm chí nếu trường hợp doanh nghiệp này có cơ sở trực thuộc thì cơ sở trực thuộc đó sẽ cũng có bấy nhiêu ngành tương ứng với cái ngành mà chúng ta đã kê khai trong câu A3. Chúng ta nhìn lại là trong câu D1 này, những cơ sở nào trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 thì chúng ta đã tích vào cái ô đầu tiên này. Sau đó phần mềm sẽ lót cái phần dữ liệu ở cái từ cái cột tỉnh, huyện, mô tả ngành, mã ngành và xác định ngành cơ sở, thì chúng ta thấy được rằng đơn vị này hai cái ngành sản xuất kinh doanh đều có phát sinh doanh thu và đều là trực tiếp sản xuất kinh doanh, cho nên chúng ta phải tích vào cái xác định ngành cơ sở của nó trực tiếp vào trong cái ô nhỏ nhỏ này. Sau khi tích xong, chúng ta bấm vào lưu tạm và sau đó bấm vào gửi phiếu 1A. Chúng ta đợi trong giây lát. Sau khi bấm vào lưu tạm thì hệ thống sẽ hiện lên một cái thông báo đã thực hiện lưu dữ liệu thành công. Chúng ta bấm vào nút OK. Chúng ta kéo xuống dưới cùng ngay tại cái mục mà chúng ta bấm vào nút lưu tạm lúc nãy. Chúng ta bấm tiếp vào cái nút là gửi phiếu 1A. Phần mềm lúc này là hiện lên một thông báo gửi phiếu không thành công, còn thông tin cần kiểm tra. Chúng ta tích vào nút OK để xem cái phần nội dung thông tin cần kiểm tra là gì. Chúng ta thấy hai cái phần trong cái ô thông tin cần kiểm tra chia làm hai mục, đó là thứ nhất là cái phần mà cảnh báo và thứ hai là phần lỗi logic. Ở đây phần cảnh báo này chúng ta thấy được là cái nội dung cảnh báo là có màu đen, còn cái phần mà lỗi logic thì có cái nội dung là màu đỏ. Thì cái phần mà nội dung cảnh báo màu đen á, thì chúng ta cần phải xem lại. Và cái phần nội dung cảnh báo bắt lỗi logic thì có màu đỏ thì chúng ta bắt buộc phải sửa. Ở đây chúng ta nhìn vào cái câu cảnh báo đầu tiên, chưa nhập email doanh nghiệp. Ở đây chúng ta đã nhập, chúng ta thấy email của doanh nghiệp là ibca@gmail.com.
Nội dung cảnh báo thứ hai, câu C3, chưa nhập doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chúng ta kéo xuống câu C3. Đây, lúc này là chúng ta chưa nhập cái phần doanh thu là như lúc nãy. Cho nên là lúc đó là hệ thống nó sẽ cảnh báo cho ta được là cái tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nó sẽ khác với là doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chia theo từng ngành. Chúng ta ở đây chúng ta cập nhật lại cái câu C3 này tương ứng với cái doanh thu của chúng ta chia theo ngành lúc nãy. Chưa nhập email doanh nghiệp, có thể là email này chúng ta nó sẽ không đúng với cái cho nên chúng ta cập nhật lại ABC a@yahoo.com. Chúng ta kéo xuống cái phần nội dung ở cái mục là bắt lỗi logic màu đỏ ở cái năng lượng LPG khối lượng mua vào bằng 0. Nhưng lại có là giá trị năng lượng mua vào là 571 triệu. Đây, khối lượng mua vào bằng 0. Là chúng ta cập nhật lại. Lúc nãy chúng ta đã có cập nhật cái phần thông tin này rồi. Nhưng mà hệ thống có thể chúng ta nhập nhanh quá, hoặc có thể hệ thống nó chưa cho phép bao nhiêu chữ số dấu sau dấu chấm thập phân. Sau khi cập nhật hết 4 cái nội dung thông báo trừ chương trình bao gồm 2 câu cảnh báo và 2 câu bắt lỗi logic màu đỏ thì chúng ta lại kéo xuống dưới cùng, bấm vào lưu tạm. Chúng ta đợi một chút. Thì lúc này phần mềm lại tiếp tục có thông báo là đã thực hiện lưu dữ liệu thành công. Mục đích của cái nút lưu tạm này để là trong quá trình chúng ta kê khai thông tin, nếu chúng ta chưa chắc chắn về cái thông tin mình kê khai hoặc là cần tính toán lại nhưng không đủ thời gian để xem xét tất cả các cái thông tin là cần xác minh hoặc là chúng ta phải tính toán lại thì chúng ta phải dùng đến lưu tạm. Sau khi bấm vào nút lưu tạm thì chúng ta lại thấy được rằng ở cái mục là LPG này, sau khi chúng ta cập nhật lúc nãy là 0.01 thì lúc này hệ thống lại trả về là 0.000. Cũng có thể là trong cái quá trình mà thử nghiệm hệ thống thì chưa cho phép bao nhiêu số sau dấu phẩy thập phân đối với cái loại tiêu dùng năng lượng là LPG. Thì ở đây chúng ta cập nhật lại 0.1. Chúng ta lắm vào lưu tạm lại. Sau khi bấm vào lưu tạm thì chúng ta tiếp tục bấm vào gửi phiếu 1A. Sau khi chúng ta đã cập nhật hết các những cái cảnh báo cần phải sửa và những lỗi logic từ chương trình báo ra thì khi bấm vào gửi phiếu 1A, hệ thống xuất hiện thông báo đã gửi phiếu thành công. Chúng ta kích vào nút OK. Lúc này chương trình nó sẽ liệt kê cho chúng ta có bao nhiêu phiếu chuyên ngành cần phải thực hiện. Các bạn nhìn lên ở ngay sát cái phiếu 1A lúc nãy là chưa có, thì bây giờ hệ thống đã liệt kê cho chúng ta được là có những cái phiếu chuyên ngành nào chúng ta cần phải thực hiện. Đây, thì thứ nhất, chúng ta đi trình tự từng phiếu một. Ở đây, tôi sẽ thực hiện cái phiếu chuyên ngành đầu tiên là phiếu 1A.2. Chúng ta